Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh Súp Phân Cầu Seven của mình nhé. Hôm nay cũng như mọi khi sẽ đang video mình đang đi sang mặt bằng thuê. Sang mặt bằng này thì các bạn thấy rằng ở trên màn hình là Samsung của bên mình đang xử lý mặt bằng một đại gia ở Tây Nguyên. Bên mình thì những video trước mình vẫn nói rằng bên mình thì chuyên mua bán và trao đổi máy xúc, cần cầu, xe ben, tất cả các loại xe luôn. Ở trên màn hình thì mọi người thấy là Samsung đang làm việc ở khu vực này thì khá là đẹp, cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Mọi người có nhu cầu san lấp mặt bằng hay nhổ gốc cà phê rồi đào mương cống rãnh, công trình nước rồi công trình dân dụng các thứ thì bên mình luôn luôn sẵn sàng nhận tất cả những cái mặt bằng mà bà con mà các công ty cũng như là cá nhân để bên mình xem. Bên mình thì đội ngũ nhân viên lái máy xúc cực kỳ kinh nghiệm lâu năm, anh thấy không? Anh đang lái xúc cùng đủ duy nhất điều khiển của Samsung cực kỳ hiệu quả. Ở trên phần video thì mình cũng nói rằng bánh lốp thì nó rất là đa dạng và có nghĩa là nó rất tiện khi chúng ta làm việc ở khu vực như thế này. Còn bánh xích thì anh em biết rồi, bánh xích thì nó sẽ có cái hay của bánh xích đó là khi làm ở trong khu vực địa hình nhấp nhô rồi các buôn này thì bánh xích là một cái gì đó cực kỳ hiệu quả trong công việc. Nhưng về cơ bản thì máy lốp như thế này, các bạn thấy là bên mình người ta san lấp đường đá rất sỏi, rất là bằng phẳng nên là bánh lốp nó rất là lợi thế ở những trường hợp như này. Đôi khi chúng ta đang ở một công trình như này rồi nhận được thêm một hai công trình lấp 3-4 cây số hoặc 5-10 cây số thì bánh lốp là trong những loại tự động nhất có thể chạy đến nơi làm việc mà còn đó là gần hơn mọi người nhé. Nếu mà xa quá thì đôi khi chúng ta vẫn có đấy. Còn bánh xích thì nếu mà 5-10 cây số thì có thể là vẫn đi được, nhưng mà cơ bản là chậm, đi ở trên đường của quốc lộ đường cấp phối thì sẽ hư hết đường đi thì rất dễ thấy anh bắt đấy. Bánh lốp thì chạy không khoan như xe con luôn, 20 km/h là khó đấy. Mọi người xem video thì cho mình một like và chia sẻ đăng ký kênh nhé. Bên mình thì chuyên nhận săn lấp mặt bằng và bán máy công trình, giới thiệu cho anh em đang có nhu cầu mua máy công trình để làm việc, máy nhỏ, máy to, máy lớn, máy nhập khẩu rồi đủ các loại máy, máy mới, máy cũ, máy đồng nát rồi máy đời tống đều có anh em ạ. Cứ liên hệ với mình thì bên mình sẽ giới thiệu. Ở trên những phần video thì mình đều có để những số điện thoại mà các đơn vị người ta đang bán máy đó. Các bạn cứ kéo xuống rất là nhiều video bên mình đã đưa lên kênh để cho anh em tham khảo, cũng như là người bán máy không qua quà cú gì cả, anh em cứ trực tiếp điện trực tiếp vào số máy đấy. Và bây giờ di chuyển sang bên kia để chúng ta san lấp tiếp một cái khu vực nữa. Các bạn thấy nó cảnh Tây Nguyên cực kỳ đẹp gần Tết rồi. Hôm nay là 27 dương lịch tháng 1 năm 2021, còn dương lịch âm lịch thì hôm nay là 13 đấy. Đấy, bây giờ là khoảng 17 ngày nữa chúng ta nghỉ Tết thôi. Mọi người có nhu cầu săn lấp mặt bằng, nhổ gốc cà phê rồi đào mương cống rãnh liên hệ với mình nhé. Số điện thoại mình có để trên cuối trên dưới phần video, anh em cứ liên hệ. Thấy bánh hơi rất là cơ động nha, bánh xích thì rất là chậm chạp, nhưng về cơ bản thì bánh xích thì nó làm được cái khu vực lầy lội hơn. Bên mình chuyên nhận san lấp mặt bằng anh em ạ, đây này, đây là san khu vực này, đấy rất nhiều việc để làm nhé, mọi người có liên hệ với mình bằng số điện thoại để bên dưới.
97 mọi người. Làm việc hơn hiệu quả. Video đến đây là cũng kết thúc. Mình rất là cảm ơn mọi người đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ kênh máy xúc phân cỏ và xe đèn của mình nhé. Mọi người xem video của mình cho mình một like và chia sẻ và đăng ký kênh, rất là vui được phục vụ các bác máy công trình, và bên mình luôn luôn nhận là sản phẩm mặt bằng. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.